Dạ bạch sư, con không thể đến tứ thánh tích, nhưng con rất muốn làm phước đến đây ạ. Sư cho con hỏi có cách nào không? Ví dụ như ủng hộ những đoàn người hành hương thì có thể được ha. Quý vị có thể xem coi là ai đi hành hương tới tứ thánh tích ấy, thì mình ủng hộ cho các vị đó cũng được. Rồi sau đó đó là mình, cái cách ủng hộ là như thế nào, là mình ủng hộ xong rồi mình xin phước. Tức là ví dụ như bây giờ tôi ủng hộ quý vị đi tứ thánh tích, thì khi mà đi như vậy á, khi mà tạo phước thì nhớ chia phước cho tôi, giống như là xin ké cái phước đó thì cũng được. Rồi cái cách thứ hai á, là mình gửi, ví dụ như gửi xin nhờ bạn khi mà tới đó đó là cúng dường làm phước giùm cho tôi, thì hai phương pháp đó đều được ha. Còn quý vị hỏi là hai phương pháp này có trong kinh tạng hay không, thì có. Cái phương pháp đầu tiên á, tức là cái vụ mà xin phước giùm á, có nha. Tức là thời Đức Phật á, có những vị khi thấy người khác làm phước thì xin phước của vị đó. Mà xin bằng cách nào? Xin bằng cách á, là thôi bây giờ tôi cho tiền bạn, thì mong bạn là chia cái phần phước đó cho tôi. Giống như là vua Parsenadi đó, khi mà thấy cái người ăn xin á, mà cúng dường cái y cho Đức Phật, thì vua Parsenadi mới là đem vàng bạc tính bằng xe đó cho cái người ăn xin đó, và xin người ăn xin đó là hãy chia phước cho tôi ha. Rồi cái thứ hai á, là cái trường hợp là nhờ cúng giùm, thì trường hợp đó là đã có rất nhiều rồi, cho nên sư không đưa ra ví dụ nữa. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.